người rồi mấy anh em nó quýnh mày nữa. Hiểu chưa? Bây giờ là mày ăn mì tụi tao lo rồi, mì gói tụi tao cũng cho mày rồi. Thì tao cũng sẽ cho mày ít trăm ngàn nữa rồi mày đi về nhà trọ. Dù cho vợ mày với mày có cãi nhau như thế nào thì mày cũng phải về khu trọ. Mày nằm ở ngoài nhà trọ mày nghỉ như thế nào, sáng thì vợ chồng mày hòa thuận rồi mày vô mày lo cho gia đình. Chứ bây giờ tự nhiên không như mày bỏ vợ con mày đi bộ Vĩnh Long. Mày thấy không, không đúng rồi đó. Nên mày hiểu chưa? Không phải là bây giờ mình uống một miếng rượu vô rồi mình lại như vậy. Bây giờ mày nghe tao. Mày muốn nghỉ cho tỉnh táo mày là qua đó mày nằm. Hiểu chưa? Chứ không thể nào mày đi bộ về Vĩnh Long được. Mày chưa kịp qua cái chốt đó là mấy anh đã bắt mày lại rồi, mà mày xỉn xỉn nữa mấy anh quýnh mày liền á chứ. Nhà trọ cũng có cái kế bên này. Rồi đúng, nhà trọ kế bên thì anh mới nói là ăn uống nghỉ một miếng cho tỉnh táo đi rồi anh chở châm đi về nhà trọ lại. Chứ không có bỏ đi như vậy. Hiểu chưa? Hay là giờ muốn đi về luôn? Anh nói là không có về Vĩnh Long được, không ai tạo điều kiện cho em giờ này mà đi về Vĩnh Long hết, em hiểu chưa? Bây giờ em nghe anh, em phải về nhà trọ, vợ không cho nhà trọ đi nữa, em cũng phải ở nhà trọ trước nhà mấy hiên ai, em nghỉ ngơi, em ngủ một giấc, em tỉnh táo, em vô nhà, em nói chuyện với vợ con cho nó đàng hoàng, xong rồi bắt đầu là bình thường lại, rồi xong là vợ chồng sắp xếp đăng ký người ta từ từ nó sắp xếp cho về quê, chứ tự nhiên không đi lân tân về vậy Vĩnh Long. Em thấy đúng không? Chứ giờ em có giấy tờ này kia. Giấy tờ của em không liên quan tới cái việc này. Cái giấy tờ của em không liên quan. Được, có đứa nào có 200 ngàn không? Cho tao mượn cái. Đó. Hả? Dạ. Cho tao mượn 200 ngàn cái. Chứ giờ cổ quá trời. Nhà nhà cổ. Chứ tao trả lại. Chịu nữa cái nhậu nữa. Chịu nữa cái nhậu nữa. Nè, mày đứng sau đây. Nè, mày lấy 200 ngàn. Rồi đó, anh cho mày 200 ngàn đó. Anh em chốt ở đây cho mày 200 ngàn đó. Bây giờ nè, đi bộ về phòng, nghỉ ngơi. Dù cho vợ có như thế nào đi nữa thì cũng nghỉ ngơi, tỉnh táo là vô phòng. Vợ chồng nói chuyện xong rồi, xin người ta, đăng ký người ta rồi. Đăng ký rồi thì người ta sẽ sắp xếp cho mình về quê. Hiểu không? Rồi, đi nhận, đi về. Qua cái mì vậy? Rồi, mì gói rồi, tụi nó cho mày, mày đem về chứ. Mì gói nước suối rồi mày bỏ vô chưa? Còn mấy cái nào mày dục nào đó không? Không có đúng không? Rồi, đem mì, đem đồ này kia về. Anh nói rồi, do anh không muốn gặp đi cái kiểu này nữa. Dạ, bây giờ mày gặp tụi tao với tối mày gặp cơ động, mấy anh em cơ động hỏi mày đi làm gì này kia, người ta đá mày một hai đá đó. Đi về phòng trọ đi.